Trên đề tài Bồ Tát Bổ Nguyện danh hiệu của Địa Ngục phẩm thứ năm một Phổ Hiền hỏi lúc ngày đó ngài Phổ Hiền Bồ Tát thưa cùng ngài Địa Tạng Bồ Tát rằng thưa nhân giả xin ngài về trời rồng bát bộ và tất cả chúng sanh ở hiện tại cùng vị la mà nói danh hiệu của những địa ngục là chỗ thọ báo với hẳn chúng sanh bị đau khổ ở trong cõi ta bà cùng diêm phù đà này và nói những sự về quả báo không lành làm cho chúng sanh trong thời mà pháp sau này biết rõ những quả báo đó ngài Địa Tạng Bồ Tát đáp rằng thưa nhân giả nơi tôi nương oai thần của Đức Phật cùng oai lực của ngài mẹ nói danh hiệu của các địa ngục cùng những sự về tội báo và ác báo hai danh hiệu của địa ngục thưa nhân giả phương đông của diêm phù đà có dãy núi tên là phía phía quê dãy núi đá tối thẳm không có ánh sáng của mặt trăng trong đó có địa ngục lớn tên là cực vô gián lại có địa ngục tên là đại a tỳ lại có địa ngục tên là tứ giác lại có địa ngục tên là huy đao lại có địa ngục tên là hỏa tiễn lại có địa ngục tên là giáp sa lại có địa ngục tên là long thương lại có địa ngục tên là thiết sa lại có địa ngục tên là thiết sàng lại có địa ngục tên là thiết ngu lại có địa ngục tên là yểm thiết y lại có địa ngục tên là thiên nhẫn lại có địa ngục tên là thiết lưu lại có địa ngục tên là dương đồng lại có địa ngục tên là bảo trụ lại có địa ngục tên là ưu hỏa lại có địa ngục tên là canh thiệt lại có địa ngục tên là tỏ thủ lại có địa ngục tên là thiêu cướp lại có địa ngục tên là đạm nhãn lại có địa ngục tên là thiết hầu lại có địa ngục tên là tránh luận lại có địa ngục tên là thiết thù lại có địa ngục tên là đa sơn là Địa Tạng Bồ Tát nói rằng thời gian giả trong dãy núi thiết quy có những địa ngục như thế số nhiều vô là vô hạn lại có những địa ngục kiêu ớt địa ngục bạc thiệt địa ngục phẫn nếu địa ngục đồng tỏ địa ngục tỏ tượng địa ngục tỏ khẩu địa ngục hỏa mã địa ngục hỏa ngu địa ngục hỏa sao địa ngục hỏa thập địa ngục hỏa sàng địa ngục hỏa lương địa ngục hỏa ân địa ngục cướp nhà địa ngục bát bì địa ngục ẩm huyết địa ngục thiêu thủ địa ngục thiêu cướp địa ngục bảo thích địa ngục hỏa ốc địa ngục thiết ốc địa ngục hỏa lan như địa ngục như thế trong đó mỗi ngục lớn lại có những ngục nhỏ hoặc một hoặc hai hoặc ba hoặc bốn nhận đến trăm nghìn trong số đó danh hiệu đều chẳng đồng nhau ngài Địa Tạng Bồ Tát nói với ngài Phổ Hiền Bồ Tát rằng thứ do nhẹ đó đều do là do chúng sanh trong quả diêm phù đà là những điều ác mà tùy nghiệp chiêu cảm ra những địa ngục như thế nghiệp lực rất lớn có thể sánh với núi Tu Di có thể sâu lùi nhiều biển cả có thể ngăn đạo thánh vì thế chúng sanh chớ khinh điều quá nhỏ mà cho là không tội xong khi chết đều có quả báo giàu đến mấy muốn đều phải chịu lấy chứ không như cha với con mỗi người cũng theo nghiệp của mình mà đi khác đường giàu có gặp cũng như chẳng giàu có gặp nhau cũng chẳng bằng lòng chịu khổ thay nhau nay tôi ưu đương ơi lực của Đức Phật mà nói sơ lượng những sự tội báo ra địa ngục trong mong nhân giả tạm nghe lời đó ngài Phổ Hiền Bồ Tát đáp rằng từ lâu tôi đã rõ tội báo nơi ba đường ác đạo rồi nhưng tôi muốn nhân giải nó ra để làm cho tất cả chúng sanh có tâm hạnh ác trong đời mạt pháp sau này nghe được lời dạy của nhân giải mà biết quy hướng về giáo pháp của Phật ba tội báo trong địa ngục ngài Địa Tạng Bồ Tát nói rằng thưa nhân giải những sự tội báo trong chốn địa ngục như vậy họ có địa ngục kéo lưỡi người tội ra mà cho trâu cày lên đó họ có địa ngục mua tim người tội để cho quỷ dạ so ăn họ có địa ngục vào dầu sôi sùng sục nấu thân người tội họ có địa ngục đốt cột đồng chơi đạo rồi bắt người tội ôm lấy họ có địa ngục từng bận lửa lớn bay tóc vào người tội họ có địa ngục toàn cả thần là băng giá họ có địa ngục đầy vô hạn đồ phẫn tiểu họ có địa ngục lao gai trong sắt họ có địa ngục đâm nhiều giá lượng họ có địa ngục chi đập vai lưng họ có địa ngục dây đốt chân tay họ có địa ngục do rắn sắt quấn cắn họ có địa ngục xua đuổi trái sắt họ có địa ngục đóng mắt người sắt nhân dễ dùng qua báo như thế trong mỗi ngục có trăm nghìn thứ cái cụ đã hành thành đều là bằng đồng bằng sắt bằng đá bằng lửa bốn loại khí cụ này là do các nghiệp quay ác của chúng sanh mà cảm vờ ra nếu tôi thuộc rõ cả những sự về việc về tội báo ở địa ngục thời trong mỗi ngục lại còn có trăm nghìn thứ khổ sở huống chi là nhiều ngục nhờ tôi được sức ôi thần của Đức Phật và vì nhân giả hỏi mà nói sơ lược như thế nếu nói rõ cả thời cùng kiếp nó cũng không hết. Sam mô đi so ha.